Học viện Hành chính quốc gia có khoảng 40 sinh viên Lào. Do dịch bệnh, phần lớn đã trở về nhà, chỉ một số vẫn còn kẹt lại tại Hà Nội. Nhằm thể hiện sự chia sẻ, Đại đức Thích Đạo Thắng, trị sự chùa Linh Sơn, tỉnh Phú Thọ, vừa đến thăm và tặng nhiều nhu yếu phẩm cho các sinh viên này. Bên cạnh những cái sự nỗ lực cố gắng của học viện, thì chúng tôi rất là vui mừng có cái sự quan tâm, hỗ trợ của hệ thống chính trị của quận Đống Đa, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và thông qua sư thầy Thích Đạo Thắng đã quan tâm để mà tạo điều kiện hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, vật chất, tài chính để cho các bạn lưu sinh Lào cảm nhận được cái sự ấm áp, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào. Những phần quà dành cho các sinh viên Lào đồng đầy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ kịp thời từ cộng đồng, tăng ni, Phật tử và cơ quan chính quyền, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và Lào. Học viên Lào thì cũng được sự quan tâm, ưu tiên của học viện cũng như của xã hội. Thì mình cũng đã được nhận, ví dụ như nhà trường thì cũng có một số đồ hỗ trợ như mì tôm này, là đồ ăn các thứ, và đồng thời là đoàn thanh niên thành phố Hà Nội cũng có, và hiện tại là cũng phải nhận của Mặt trận Tổ quốc này, thì rất là cảm ơn. Và thay mặt cho sinh viên Lào mọi người thì xin trình bày tỏ biết ơn, cảm ơn đến nhà trường và đến các quận này và Mặt trận Tổ quốc đã khi nào cũng đã quan tâm theo dõi sinh viên Lào học ở đây. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, 100% các sinh viên Lào tại học viện cũng đã được tạo điều kiện tiêm phòng vaccine COVID-19. Điều này giúp họ an tâm hơn khi dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp.